Kim Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền Việt Phê TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Phê TV, tiến sĩ Philip Lowe ngày hôm qua đã có bài phát biểu tại Brisbane về những thay đổi quan trọng của ngân hàng trữ kim trong năm tới 2024. Và nhiều chuyên gia cho rằng đây là bài phát biểu sau cùng trong vai trò thống đốc ngân hàng trữ kim RBA. Trong lĩnh vực nhân dụng, hơn 170.000 nhân viên chính phủ đã đạt được một thỏa thuận lịch sử vì được quyền làm việc tại nhà bao lâu tùy thích. Và trong ban giao quốc tế, Thủ tướng Albanese tuyên bố biếu tặng thêm 30 chiếc xe bọc thép Bushmaster cho Ukraine. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Năm, 13 tháng 7, 2023 của Vietfay TV. Đầu tiên là tin liên quan đến sinh hoạt của ngân hàng trữ kim RBA. Thống đốc Philip Lowe loan báo nhiều thay đổi trong năm tới 2024. Thống đốc ngân hàng trữ kim tiến sĩ Philip Lowe trong một bài phát biểu sau cùng với tư cách là thống đốc của RBA diễn ra tại Brisbane ngày hôm qua, ông Philip Lowe xác nhận là RBA sẽ có nhiều thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ về phương thức hoạt động của họ. Cụ thể, theo lời tiến sĩ Philip Lowe, thì kể từ đầu năm tới 2024, RBA sẽ chỉ nhóm họp 8 lần mỗi năm thay vì 11 lần như hiện nay, và mỗi một cuộc họp sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ chiều ngày thứ Hai cho đến trưa thứ Ba. Sau đó kết quả của phiên họp sẽ được công bố vào lúc 2 giờ 30 phút chiều như thường lệ. Phản ánh về 51 khuyến nghị đã được đưa ra trong bản đánh giá của RBA được công bố vào đầu năm nay. Tiến sĩ Philip Lowe cho biết, việc tổ chức các cuộc họp ít hơn và kéo dài hơn sẽ cho phép Hội đồng Quản trị có thêm nhiều thời gian để xem xét các vấn đề một cách chi tiết, cũng như có thêm thời gian để thực hiện các chiến lược về chính sách tiền tệ là một nhiệm vụ chính của ngân hàng trữ kim. Cũng theo lời ông Philip Lowe, thì kể từ đầu năm tới 2024, các tuyên bố sau cuộc họp sẽ được ban hành bởi Hội đồng Quản trị, chứ không phải từ thống đốc như hiện nay, trong khi vai trò của thống đốc là sẽ tổ chức họp báo ngay sau mỗi cuộc họp hội đồng quản trị để giải thích chi tiết về quyết định và tuyên bố về chính sách tiền tệ hàng quý sẽ được công bố sau kết quả của các cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Tiến sĩ Philip Lowe cho rằng hội đồng quản trị sẽ làm việc với Bộ Tài chánh để thực hiện các đánh giá một cách minh bạch và công khai mỗi 5 năm một lần về các điều khoản có liên quan đến chính sách tiền tệ. Ngoài ra, ông Philip Lowe cũng xác nhận là ngân hàng trữ kim RBA sẽ bắt đầu tuyển dụng một giám đốc điều hành vào cuối năm nay, là một trong số 51 khuyến nghị đã được đệ trình. Bên cạnh đó, RBA cũng sẽ thành lập một bộ phận truyền thông riêng biệt để nâng tầm vai trò truyền thông của ngân hàng. Cũng tin liên quan đến tiến sĩ Philip Lowe, một tương lai bất định. Bài phát biểu tại Brisbane ngày hôm qua, thứ Tư, được dự đoán là bài phát biểu cuối cùng mà tiến sĩ Philip Lowe đưa ra với tư cách là thống đốc ngân hàng trữ kim RBA, theo dự phóng của các chuyên gia. Tiến sĩ Philip Lowe, người đã đảm nhận vị trí cao nhất tại ngân hàng trữ kim trong 7 năm, sẽ bị thay thế vào tháng 9 sắp tới. Mặc dù chính phủ có quyền gia hạn nhiệm kỳ của ông Philip Lowe lên thành 10 năm, tức là thêm 3 năm nữa, như trường hợp của hai người tiền nhiệm trước đây là ông Glenn Stevens và ông Ian McFarlane. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán là một người khác sẽ được bổ nhiệm vào vai trò này. Và danh sách các ứng cử viên sáng giá bao gồm thứ nhất là thư ký Bộ Tài chánh bà Jenny Wilkinson, thứ nhì là thư ký Bộ Ngân khố là ông Stephen Kennedy, và thứ ba, đương kim phó thống đốc RBA bà Michelle Bullock. Nếu bà Michelle Bullock được bổ nhiệm, thì bà sẽ tạo nên lịch sử khi là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ thống đốc ngân hàng trữ kim. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers, người sẽ đưa ra thông báo vào cuối tháng này, cho biết là ông sẽ sớm đệ trình các khuyến nghị của mình lên nội các. Và ngày hôm qua, thì ông Jim Chalmers cũng đã gặp gỡ phát ngôn viên đối lập về Ngân khố Angus Taylor để thảo luận về việc bổ nhiệm một nhân vật mới cho vị trí thống đốc của ngân hàng trữ kim. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định của mình, thì Bộ trưởng Jim Chalmers và tiến sĩ Philip Lowe sẽ cùng nhau bay đến Ấn Độ vào cuối tuần này để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chánh và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm G20. Ông Jim Chalmers nói rằng cả hai người sẽ hợp tác chặt chẽ để đại diện cho lợi ích của nước Úc trong phiên họp lần này, bởi vì những gì xảy ra ở nước ngoài
đều có ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế tại Úc. Do đó, nhiệm vụ của Bộ trưởng Ngân khố cũng như của Thống đốc Ngân hàng Trữ Kim là sẽ đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về cách thức mà nước Úc sẽ bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi lạm phát và một số áp lực khác mà nước Úc đang phải đối mặt dưới hình thức này hay hình thức khác trên khắp thế giới. Kế đến là tin thị trường nhân dụng. Hơn 170 công nhân được phép làm việc tại nhà không giới hạn. Hơn 170 công nhân đã được phép làm việc tại nhà bao nhiêu ngày cũng được, thậm chí là làm việc cả 5 ngày trong tuần theo một thỏa thuận mới của công đoàn CBSU. Biện pháp làm việc linh hoạt này được áp dụng cho công nhân viên chức làm việc trong lĩnh vực công ở cấp liên bang và tại hai lãnh thổ là ACT và Bắc Úc. Tuy nhiên, chương trình làm việc linh hoạt này chỉ áp dụng cho một số ngành nghề, chẳng hạn như nhân viên làm việc tại các trung tâm call center hoặc các công ty viễn thông cũng như các dịch vụ tìm việc làm, những người làm công việc phát thanh cũng như lĩnh vực nghiên cứu và khoa học. Thỏa thuận này được thực hiện giữa Liên minh khu vực công gọi là Community and Public Sector Union, gọi tắt là CBSU và Ủy ban Dịch vụ Công cộng, cũng sẽ cho phép các nhân viên này được làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau. Thư ký của Liên minh CBSU bà Melissa Donnelly cho biết, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ cho việc giữ chân nhân viên chính phủ. Theo bà Donnelly, thì quyền được làm việc một cách linh hoạt sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những cá nhân trước đây không thể làm việc vì nhiều lý do, nhưng nay có thể thoải mái làm việc tại nhà. Cũng theo lời bà Donnelly, thì với quyết định này, Australian Public Service, gọi tắt là APS, đã trở thành cơ quan chính phủ đầu tiên tại Úc áp dụng sự linh hoạt trong môi trường làm việc. Theo nhận xét của bà Donnelly, thì có lẽ APS đã nhận ra tầm quan trọng của công việc linh hoạt, cũng như tầm quan trọng của việc áp dụng nhất quán giữa các cơ quan bằng cách nắm bắt cơ hội này và trở thành đơn vị đi đầu về tính linh hoạt tại nơi làm việc. Trong khi đó, thì một phát thanh viên là ông Ben Forham thì cho rằng thỏa thuận này là một sự lố bịch vì sẽ càng gia tăng các văn phòng bị trống với đầy bụi vì không có người làm việc, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ chiêu đãi như là cà phê và nhà hàng. Cũng theo lời ông Ben Forham, thì dịch vụ công đã thuê mướn 645 không gian văn phòng trên toàn quốc Úc Châu, với chi phí mà người nộp thuế phải chịu lên đến gần 1 tỷ 500 triệu đô la mỗi một năm, chưa cộng thêm khoảng 248 triệu đô la chi phí vận hành. Và nếu nhân viên chính phủ không làm việc tại sở làm, thì tương lai của những văn phòng này sẽ như thế nào? Tin an ninh quốc phòng, Úc Châu tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều ngày hôm qua 12 tháng 7, Thủ tướng Albanese cũng đã có cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Ukraine ông Zelensky và công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 chiếc xe bọc thép hạng nặng Bushmaster. Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Albanese một lần nữa đã tái khẳng định các cam kết của nước Úc trong việc ủng hộ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thông báo về gói viện trợ quân sự mở rộng gồm 30 chiếc xe bọc thép Bushmaster nhằm giúp quân đội Ukraine tăng cường năng lực tác chiến. Thủ tướng Albanese đồng thời cũng nhấn mạnh, cùng với các đối tác quốc tế, Úc Châu sẽ tiếp tục tìm kiếm những cách thức thiết thực hơn để hỗ trợ chính phủ và người dân Ukraine. Trước đó, thì nước Úc cũng đã cam kết sẽ chuyển giao cho Ukraine tổng cộng 90 xe bọc thép Bushmaster, cung cấp hàng loạt đạn pháo 105mm và triển khai máy bay trinh sát của Không quân Hoàng gia Đức nhằm bảo vệ con đường hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo quốc tế cho Ukraine. Gói viện trợ mới này cũng đã đưa tổng số xe bọc thép mà nước Úc cung cấp cho Ukraine lên thành 120 xe, nâng tổng số hỗ trợ quân sự của nước Úc cho Ukraine lên mức 710 triệu đô la và tổng viện trợ nhân đạo cũng khoảng 890 triệu đô la. Ngoài ra, Thủ tướng Albanese cũng cam kết là sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ bền vững và có ý nghĩa khác cho Ukraine, bao gồm cả viện trợ nhân đạo và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao. Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của nước Úc, đồng thời cũng đã nhấn mạnh đến sự đóng góp khí tài quân sự của các nước trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine đang ngày càng diễn biến phức tạp
và vô cùng cần thiết, đặc biệt là xe bọc thép Bushmaster, không chỉ gia tăng hỏa lực cho quân đội mà còn là một phương tiện tác chiến then chốt, bảo vệ sinh mạng cho chiến sĩ trên chiến trường. Cũng tin về an ninh quốc phòng, Camara lo ngại thỏa thuận mới giữa Solomon Islands và Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Solomon, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có kế hoạch triển khai cảnh sát Trung Quốc tại quần đảo Solomon Island đến năm 2025. Nước Úc đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này và đề nghị hai nước hãy công khai thỏa thuận. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, Canberra đã bày tỏ sự quan ngại trước kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc tại quần đảo Solomon và cho rằng kế hoạch này có thể thúc đẩy cuộc cạnh tranh trong khu vực. Ngoài ra, Canberra cũng đã kêu gọi Solomon và Trung Quốc hãy công bố thỏa thuận này để các bên có thể cùng đánh giá tác động của thỏa thuận đối với an ninh chung của khu vực Thái Bình Dương. Trước đó, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Solomon là ông Sovagay tới Trung Quốc, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ MOU nhằm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cũng ký kết 9 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực về quốc phòng, về giáo dục và văn hóa, cũng như kỹ thuật và vận tải, hàng không dân dụng, đồng thời cũng để phát triển nông thôn và xúc tiến thương mại. Trong đó, thỏa thuận về triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc cho đến năm 2025 đang khiến chính phủ Úc vô cùng lo lắng. Mặc dù nội dung thỏa thuận không được công bố, song tuyên bố chung được hai nước đưa ra vào ngày 11 tháng 7 cho thấy là Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và giúp đảo quần đảo Solomon trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát quần đảo này. Cuối cùng là tin từ Nhật Bản, hàng trăm người phải nhập viện vì sốc nhiệt. Nhật Bản tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt khi mà có tới 57 địa điểm ở Nhật đã trải qua một ngày cực kỳ nóng là trên 38 độ C. Đáng lưu ý là thủ đô Tokyo và một số khu vực cũng đã có nhiệt độ cao kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Nắng nóng đã khiến số bệnh nhân bị sốc nhiệt gia tăng và thống kê cho thấy chỉ riêng trong ngày 10 tháng 7 vừa qua, Tokyo đã có 167 người phải cấp cứu tại bệnh viện do bị sốc nhiệt, mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Và nếu tính theo tuần, đến hết ngày 3 tháng 7, thì Tokyo đã ghi nhận tổng cộng 3.964 trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc nhiệt. Sở cứu hỏa Tokyo cũng đã lập hệ thống báo động trong trường hợp thiếu xe cấp cứu, trong bối cảnh có trên 80% các cuộc gọi cấp cứu đã được chuyển sang cho đơn vị cứu hỏa, và con số này có thể tiếp tục gia tăng. Đơn vị này cũng đã triển khai tới 30 xe cấp cứu bổ sung vào đội xe thường trực gồm 280 chiếc. Và để phòng ngừa nguy cơ bị sốc nhiệt, các bệnh liên quan về thời tiết nắng nóng, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đã kêu gọi người dân nên uống nhiều nước hơn và cũng nên ở trong bóng râm, đội mũ khi đi ra ngoài cũng như là sử dụng dù và mặc quần áo một cách thoáng mát. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietfay TV. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả. Kim Hoàng xin kính chào và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 3 giờ chiều nay cũng trong phần tin tức của đài truyền hình Vietfay.